thông tin Lan Khuê mang thai con đầu lòng thu hút sự chú ý từ khán giả sau khi chính thức xác nhận. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán hơn cả là vòng hai của mỹ nhân này gần như không lớn rõ rệt như nhiều mỹ nhân khác. Lý giải việc này, Lan Khuê cho biết tuân thủ mọi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi một cách khoa học để giữ sức khỏe tốt nhất. Mới đây, khi lộ diện loạt ảnh trong chuyến đi nghỉ cùng ông xã, Lan Khuê đã có dấu hiệu tăng cân rõ hơn trong những ngày đầu của tháng thứ 6 thai kỳ. Người đẹp mặt tròn chính và đã thấy bụng khi diện trang phục công sát. Lan Khuê bắt đầu có dấu hiệu tăng cân trong thai kỳ. Những khoảnh khắc do mỹ nhân này đăng tải vẫn rất gợi cảm. Ngoài ra, từ khi thông báo đang mang thai con đầu lòng, Lan Khuê liên tục chia sẻ được ông xã chăm sóc từng ly từng tí. Không chỉ lần đầu vào bếp nấu ăn cho vợ, John Tuấn Nguyễn còn dành nhiều thời gian để ở bên cô, chiều chuộng hết mực. Ông xã Lan Khuê còn gây thích thú với khoảnh khắc chơi với cháu nhỏ tại nhà để tập quen trước khi đón con đầu lòng chào đời. Hình ảnh đời thường này đã được Lan Khuê ghi lại và đăng tải lên trang Instagram cá nhân kèm chú thích, bắt tập chơi với cháu cho quen dần là vừa. Hành động này của ông xã Lan Khuê đã khiến khán giả vô cùng thích thú, cũng thay cho lời chứng minh trong tương lai, John Tuấn Nguyễn hứa hẹn sẽ trở thành ông bố lý tưởng của Beast. Ông xã Lan Khuê đang tích lũy kinh nghiệm chăm con thật tốt trước khi đón chào thiên thần nhỏ đầu lòng chào đời. Thời điểm mang thai ở tháng thứ 5, Lan Khuê vẫn giữ được vẻ xinh đẹp vốn có. Cô cũng không lên cân quá nhiều trong những tháng đầu thai kỳ.